Nhắm mắt lại em nào. Thôi nào, thôi. Lại nào, nhắm lại cái mắt nào. Nhưng mà có vẻ khép tốt hơn đấy, có người mặt trần ngược ở đây, mình như thế này là được mấy ngày rồi hả? Từ từ 12-13 ngày rồi đó. Cảm giác giật rồi không? Chị thấy cảm thấy bên hẳn thấp thấp xuống, mắt bên hẳn vẫn kéo đi này. Thôi, cái bên này không cần quan tâm, nó chả phải là bên bệnh. Chỉ đừng có quan tâm bên ở làm của chị cả, nha. Bên ở không liên quan chứ cả, cho nên không cần phải quan tâm nó. Như thế này thì ngon rồi. Là ngày thứ mấy hay xuống đây chấm á? 12 ngày vậy, 12-13 ngày rồi đó. Rồi. Từ cái bữa em bị okay. Covid đó. 12-13 ngày. Còn trước đó 3 tuần mà. 3 tuần mà đấy chưa được 2 tuần. Cuối tuần 6 là chỉ tính là cuối tuần 6 là được 3 tuần đấy ạ. Ờ. Đó, điều trị thì khi nào chị ổn là được. Ai bệnh chị nữa? Chị lên đây chị bị hoang mang là không biết không? Chị bị là cái như không chữa được. Ờ. Rồi là chị khóc rồi đúng không? Khóc lóc đúng không? Chị là chị suy sụp luôn, chị nghĩ là không chưa được, chị không biết là cái bệnh cũng chưa được. Ừ. Đó là sau đấy chị mới đó, tìm hiểu đấy. Rồi. Xuống đấy chị tìm hiểu. Ok nha, cứ yên tâm, bệnh ấy thì nhà em đã điều trị rất nhiều rồi. Của chị thì nhà em sẽ điều trị cho gọi là nó khỏi triệt để, nó không để lại một chút di chứng nào luôn. Như thương chân là vẫn có đôi chút di chứng nữa. Bởi vì là bởi vì là con thương này là biết rằng không, là chấm điện ở trên nó mất thời gian lâu rồi mới xuống. Ở gì đó thì bữa nay nó ngon rồi đó, nhưng mà mấy bữa hắn cùng mèo tơn. Đúng rồi, đẹp lắm đó, mình cũng sẽ đẹp hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đây con không, đúng rồi đó, mọi bữa mới bị đó. Sáu nay sáu hắn đẹp lắm đấy nè. À. Chị lần đầu chị cứ tưởng là cái bệnh nó không chữa được rồi là chị okay. Mới suy sụp rồi nè. Suy sụp. Mình bữa nào mình đang bị Covid nữa, nhắm từ sáng đến tối vẫn chưa thể nào để cho tâm lý được ổn định được tâm lý. Thôi giờ thì đừng có lo lắng quá này nhá, để cho cái tinh thần, để cho cái thần kinh nó phục hồi nhá. Đó, như là thấy ngon hơn đây, như miệng đỡ nhiều này. Không nguy hiểm lắm chứ. Không có gì là nguy hiểm cả. Nguy hiểm tí nữa thì. Nha. Tinh thần bình thường, điều trị là ok nha. Chị nhắm mắt lại cơ nào. Thổi lửa. Nhắm cái trán nó. Vẹn cái tóc ra ra xem. Cần nhắm. Nhắm mắt. Thổi. Thấy chí được không? Đó là cảm giác đôi khi theo tâm lý rồi đấy chứ. À, chị thấy cái chôn nhắm đấy này, khối này cái mình nhắm nó đi là có cái đường đi hẳn hẳn lệch sang một tí. Ví dụ mình nhắm đi lại cái đường đi chứ. Thế là thấy đều rồi chứ. Đôi khi cái cảm giác của mình như vậy thôi. Hẳn có bị tái lại không? Đối với cái liệt bẻ đấy này là nó khỏi, là khỏi hoàn toàn đấy. Còn nếu như có bị lại coi như là người mới mắc bị bệnh về vậy thôi đấy. Cho những mà cái thần kinh của mình nhé, như vậy là mình biết được nó yếu hơn người khác. Ví dụ cùng với người khác cùng ngồi chỗ điều hòa đó, nhưng mà họ không bị gì cả, nhưng mà chỉ mà ngồi điều hòa lạnh với họ như thế là có thể là chỉ bị. Tức là mình có khả năng dễ bị bệnh này hơn người khác, cho nên mình phải giữ hơn so với họ.
ví dụ như cùng ngồi với nhau một cái chỗ lạnh đấy, một chỗ có điều hòa đó, họ thì có vấn đề gì đâu, nhưng mà mình là mình có nguy cơ là mình bị, để chỉ biết để mình còn phòng bệnh hơn. Mùa này thì lưu ý là cái điều hòa, lưu ý là không được quạt thẳng vô cái mặt của mình đấy. Còn mùa đông thì đi ra ngoài gió lạnh các kiểu là mình để ý. Không bị đâu, không bị kéo theo đâu, mở mắt nhéo bình thường, chỉ cười thôi, thổi ok rồi đó, vấn đề gì đâu nha. Đấy, sợ nhất là cái đồng vẩn nó, nhưng mà như thế này thì không bị. Cho nên cái bữa này chỉ dùng điện mà em phải nói dừng ngay cái điện đấy, không dùng điện là kiểu chỉ bị như cái ống đi cho mà xem. Nhưng mà giờ thì chỉ không bị hết rồi nha. Về chịu khó mát xa thêm rồi là mình biết kiêng biết giữ thêm là được thôi, nó ổn lắm, cái này nó khỏi được 100% đâu, không có biểu hiện gì đâu nha. Chị thì xíu mát xa lắm, dạ, ba bữa sáng trưa tối, dạ dạ, bữa đấy đấy là ngon rồi chứ, là mỗi bữa thì lo hoàng liệt đi chứ. Thì bữa đấy là ngon quá rồi chứ. Các bệnh nhân ở đây cứ 3 tuần là ngon cả mà. Chỉ vừa nữa là con nghỉ trước thời hạn đi mấy bữa chứ đúng không? 4 ngày. Nghỉ trước cái 4 ngày. Dính Covid thì chịu rồi. Mà cũng thiếu mất 2 ngày nữa thôi hả? Thiếu mất 2 ngày. Nhưng mà cũng không vấn đề chứ cả. Bởi vì là cơ bản là khi nở hẳn cũng ổn ổn rồi. Chứ hẳn mà không ổn thì không khéo không phải bảo hộ bảo huyết kiểu chi rồi để mà làm, chứ không chẳng lẽ để cho con mèo cả đời thì không được, đúng không? Thôi như thế này thì ngon rồi, vấn đề chứ là rồi chứ. Chứ bữa nữa có lẽ lo rồi. Xuống kiểm tra lại chắc ăn. Dạ. Đây cái này có một ống đến đó là ống 10 ngày mà bữa đấy là mắt kín các kiểu đó. Nhánh hay ông là sao mà nhánh hay. Rồi tuyệt vời rồi, đấy là được rồi đó, không cần phải làm cái chứ nữa mà. Chỉ về cứ massage thêm cho em nữa là được thôi nha. Khoảng thời gian mua thì hẳn có thể là trong tầm tháng chứ đồ lại nữa tốt. Ừ. Lần lại là tốt. Tiền tốt đó anh. Tiền tốt. Vẫn đang còn kiêng thịt bò với đồ nếp cho em thời gian được cái đấy nhá. Chưa đâu. Rồi ok.